Nguyệt, Dương, cô hãy cho tôi biết cô có quen biết hai anh này không? Anh này là chồng tôi, còn anh kia tôi không quen. Em nói gì kỳ vậy Dương? Em là vợ của anh mà, sao em lại nói dối anh? Nguyệt à, em không cần phải nhận tội thay cho Dương đâu. Cô ấy đã gây nhiều tội ác. Nếu Nhâm nhận tội thay, hung thủ thật sự không đền tội, thì những người đã chết sao mà nhắm mắt được? Tôi đã nói tôi là Cao Ánh Nguyệt, tất cả những tội lỗi tôi làm tôi đã nhận hết rồi. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói rõ hết rồi. Các anh cứ đưa tôi ra tòa kết án đi. Cô Nguyệt làm sao vậy? Nguyệt, hình như không được khỏe. Thôi, cô ấy mệt rồi, cậu đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi. Hai anh làm ơn đừng tới phiền tôi nữa. Nguyệt, cô Nguyệt làm sao vậy? Hình như không được khỏe. Cô Nguyệt khai nhận với chúng tôi là đang bị bệnh ung thư. Hiện tại cô đang được ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vừa mới nói cái gì? Dương bị mắc bệnh ung thư hả? Đúng vậy. Tôi đã từng ở chung với Nguyệt, chứng kiến những cơn đau của Nguyệt. Nếu như Nguyệt bị bệnh, rất có thể bệnh viện nơi Nguyệt khám còn lưu lại hồ sơ đó. Chỉ cần chúng ta tìm được hồ sơ thì sẽ chứng minh được người trong tù mắc bệnh ung thư là Nguyệt hay là Dương.